Ok, chào cả nhà nhé. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục trao đổi với nhau một cái chủ đề nó liên quan đến cái hợp đồng thi công xây dựng công trình. Thế thì ở đây cái nội dung video này thì tôi nghĩ nó chỉ phù hợp cho các bạn mà đang thi công những cái gói thầu thi công xây dựng mà nó có cái quy mô tầm 50 tỷ đổ lại không ạ. Tức là những quy mô mà lớn hơn thì tôi nghĩ là cái đơn vị thi công đó họ chuyên nghiệp và nhân lực họ cũng có kinh nghiệm, cho nên nó sẽ mọi người sẽ có những cái kinh nghiệm và những cái kiến thức hiểu biết rồi, thông tư nghị định và luật vân vân hết ạ. Thế thì ở đây đối với những cái công ty hoặc là những cái đơn vị thi công mà nhà phố đó, nhà phố những cái công trình nhà ở riêng lẻ chẳng hạn, thì các anh chị cũng phải lưu ý và đã nắm được là chúng ta ví dụ như chúng ta ký hợp đồng thi công, tức là trong những trường hợp mà chúng ta có cái biện pháp thi công thì sau khi mà chúng ta ký hợp đồng rồi thì chúng ta có được phép thay đổi cái biện pháp thi công đó hay không, đó mới là một cái điều gọi là chúng ta quan tâm đó nè. Thực tế rằng thì các ông nhà thầu đa phần là cứ cái hồ sơ thiết kế đưa ra như vậy thì các anh chả ai có ý kiến, nhưng mà khi thi công là bắt đầu nghĩ ra cái này cái kia để thay đổi điều chỉnh, thì phần lớn các ông nhà thầu, tức là nhà thầu thì mong muốn là chúng ta điều chỉnh là để giảm tiết kiệm và giảm được cái chi phí nhân công đó. Nói chung là khi mà nhà thầu họ đề xuất lên đó, thì họ mong muốn nó phải có lợi cho họ, chứ không thì họ làm theo thiết kế chỉ cần gì theo cái biện pháp thi công mà đã chốt với nhau trong hợp đồng chỉ cần gì phải thay đổi mà. Thế thì ở đây chúng ta biết rằng là trong các cái thông tư hướng dẫn hoặc là hợp đồng thi công xây dựng công trình thì cũng cho phép chúng ta điều chỉnh cái biện pháp thi công sau khi mà hai bên ký kết hợp đồng. Đã. Thì chúng ta nắm cái đó là cho phép. Đầu tiên tôi khẳng định với mọi người là cho phép thôi nè. Tuy nhiên rằng cái việc mà chúng ta cho phép này nó phải được thông qua chủ đầu tư, đó là được thông qua chủ đầu tư. Đó. Thì trước khi mà các anh chị triển khai cái biện pháp mà các anh chị thay đổi thì các anh chị phải trình cho chủ đầu tư cái biện pháp mà các anh chị thay đổi. Thì trong cái trình cái hồ sơ này thì các anh chị phải làm rõ được cái biện pháp của anh thay đổi thì nó giúp có rút ngắn được cái tiến độ thi công xây dựng hay không. Ví dụ như cái tiến độ đó thi công 30 ngày, bây giờ tôi có cái biện pháp này làm nhanh hơn tầm 20 ngày là xong. Đã. Rồi đảm bảo các cái tiêu chí về an toàn, đảm bảo chất lượng, vừa chất lượng đó và an toàn liên quan đến cái công tác an toàn vệ sinh môi trường các kiểu đó. Chúng ta phải đảm bảo được cái điều đó, đảm bảo được chất lượng nó phù hợp với cái yêu cầu của hồ sơ thiết kế thì chúng ta phải làm rõ được cái vấn đề này. Và một cái tiêu chí cực kỳ quan trọng đó là phải dựa trên cái đơn giá hợp đồng đã ký kết, chứ không thể nào mà chúng ta trình một cái biện pháp chúng ta đã ký hợp đồng như vậy rồi chúng ta đã là ồ tôi đã làm được cái hạng mục công việc đó, tôi làm ok tôi làm được, nhưng mà ra thi công không làm được rồi lại trình lên một cái biện pháp thay đổi biện pháp, một cái biện pháp thay đổi mà kèm theo cái thay đổi đó là phát sinh thêm chi phí, thì tôi nghĩ rằng chắc chắn không có ông chủ đầu tư nào mà điên khùng gì mà ông đồng ý cho các anh chị cả, đúng không? Đó là một trong trừ khi những cái trường hợp nó gọi là bất khả kháng đó. Cho nên mọi người phải lưu ý vấn đề này. Đó. Vậy tóm lại là gì? Cái việc mà thay đổi biện pháp thi công trong hợp đồng thi công xây dựng công trình là hoàn toàn cho phép, tôi khẳng định với mọi người là vậy, trong các thông tư nghị định hướng dẫn là hoàn toàn cho phép chúng ta làm việc này, nhưng mà nó phải đảm bảo cái tiêu chí đó là trước khi triển khai thì còn phải được ông chủ đầu tư chấp thuận. Đó. Ông chấp thuận xong rồi chúng ta mới triển khai, chỉ còn đùng đùng mà các anh chị đem cái biện pháp tự ý thay đổi mà đem mang vật tư tới công trường tổ chức thi công xong mà là không thể nào nghiệm thu được, đó là không có cái căn cứ gì để nghiệm thu cả đó, thì các anh chị lưu ý như vậy. Ok, thế thì cũng chia sẻ vài điều như vậy để cho mọi người có được cái thông tin thôi. Thực ra mấy cái này nó trong các cái thông tư hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình thì nó đã nói rõ cho phép hay không cho phép thì chúng ta cập nhật thay vì các anh chị đọc trong thông tư.
thì tôi cập nhật trên cái kênh channel này. Các anh chị có thể là cập nhật quá nào, có thể là nghe, có thể là tiếp cận cái thông tin để mình nắm bắt và mình áp dụng nó vào trong công việc sao cho nó hiệu quả. Thì chúng ta biết chứ, nếu như mà chúng ta có những trường hợp mà chủ đầu tư, có những trường hợp gọi là chủ nhà, trường hợp là chủ nhà thì có nói chủ nhà họ không biết, thì họ sẽ khăng khăng là anh không được thay đổi, là anh không được thay đổi biện pháp so với hợp đồng đã ký kết chẳng hạn. Đó thì nó cũng hơi khó khăn, nên chúng ta cũng cần phải làm rõ trong cái vấn đề hợp đồng. Thì nếu mà chúng ta càng đưa vào các cái điều khoản là tôi được phép điều chỉnh hay như nào đó với cái điều kiện này trước khi tôi điều chỉnh tôi phải trình bên chủ đầu tư phê duyệt hay như thế nào đó, thì nếu được thì các anh chị cứ đưa thẳng vào trong hợp đồng thi công xây dựng, sau này chúng ta có thể là dỡ lập hiệp với nhau. Tất cả mọi thứ chúng ta phải đưa vào trong hợp đồng. Đó là ok. Thế thì hy vọng rằng những cái thông tin nó hơi ngắn gọn, nhưng mà tôi nghĩ là nó sẽ giúp ích nhiều cho các bạn, đặc biệt là các bạn là sinh viên đó, là chúng ta mới ra trường, chúng ta mới vào nghề. Hy vọng rằng những cái kiến thức nhỏ nhoi này sẽ mang lại giá trị cho các anh chị. Ok, cảm ơn mọi người nhé.